Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng vô hội thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ấy ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn một là những người có thể là đang sắp có những cái sự gọi là thi cử hoặc là có những cái sự gọi là phỏng vấn gì đó à, Các bạn rất là mong muốn mình đạt được cái thành công cao nhất Một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn là những người sống tình cảm và dạo gần đây các bạn cũng hơi cảm xúc, hơi nhạy cảm khá là nhiều Hoặc có những cái sự tranh đấu mâu thuẫn gì đó trong thời gian hiện tại Cho nên việc các bạn nên có sự bình tĩnh trước những cái lời ăn tiếng nói Ừ, bởi vì đây cái giai đoạn gọi là à, thời kỳ à, mặt trăng rồi các bạn dính vào cái giai đoạn gọi là à, sao thủy nghịch hành nữa cho nên nó hành mình rất là nhiều <laughs> vì của các bạn là hãy biết kiểm soát cảm xúc của mình tinh tế trong cách ứng xử giao tiếp để tránh gây ra những cái rủi ro hoặc là những cái nguy hiểm hoặc là những cái sự hối tiếc hối hận ừ. À, ở đây mình thấy các bạn rất là mong muốn có được mọi thứ trọn vẹn có tiền thật là nhiều hoặc là mong muốn gia đình mọi người đều hạnh phúc à, hoặc là một số bạn rất là mong muốn được kết hôn nhưng mà đợi hòa chưa thấy ha Vân à, vân ừ, các bạn đang có sự gọi là à, tập trung vào vấn đề tình yêu gia đình là nhiều một số bạn các bạn đang gọi là um, rất là mong muốn được người yêu quan tâm à, hoặc là một số bạn mong muốn có được người yêu hoặc là một số bạn mong muốn có được cái sự gọi là gặp được một cái người yêu thương và à, mau chóng xây dựng gia đình với nhau như vậy hoặc là một số bạn vào gần đây nếu như bạn không biết kiểm soát là ăn tiếng nói hoặc là cái cảm xúc của các bạn rất là dễ gây tranh cãi với người yêu của mình nha à, trong ngày thứ hai mình thấy có thể là các bạn sẽ tìm ra một cái giải pháp một hướng đi mới hoặc là con đường một cái sự rõ ràng gì đó và mình thấy có thể là bạn nên dành thời gian để tập trung à tập trung vào chính mình hoặc là dành thời gian yên tĩnh. Ừ. Có thể là bạn sẽ có sự khám phá ra một cái bí mật hoặc là một cái tin tức ừ xì đan gì đó nổ ra và khiến cho bạn có một sự hơi bị sửng sốt hoặc là hơi bất ngờ. Hoặc là có một số bạn đọc được những tin tức mà liên quan đến vấn đề cháy nổ. À, một số bạn ở đây nên cẩn trọng cái vấn đề này ha, à, sử dụng nguồn lửa rồi đó. Ừ. Hoặc là một vài bạn sẽ dự tính cất nhà, xây nhà cho nên các bạn cũng tìm kiếm thêm thông tin. Ừ thấy các bạn có nguồn tiền trong tay à, một số bạn có thể là bạn sẽ mua sắm gì đó mua thêm cái đèn mới hoặc là một số bạn coi chừng cái vấn đề um, điện đài ha à, mình thấy có thể là bạn sẽ có sự kết nối với một người mang năng lượng nam đây là một người um, có tiền có bạc uh, và có một cái tinh thần vững chắc ổn định là một người có khả năng kiếm tiền rất là tốt um, có thể người này làm trong kinh doanh hoặc là hoặc có sự giao thương mua bán với bạn hoặc là một cái người nào đó cho bạn một cái lời khuyên vân à, vân. Hoặc một số bạn sẽ có một cái sự chấm dứt một cái điều gì đó cũ kỹ, một thói quen cũ hoặc là mỗi công việc cũ. Và mình thấy các bạn cũng có rất là nhiều việc phải làm. hoặc à, các bạn có một cái sự gọi là phòng thủ với mọi người xung quanh và có sự à, tập trung vào việc của mình. Dường như các bạn không có thích tiếp xúc giao du quá nhiều người. À, và mình thấy các bạn có thể là chăm lo cho vấn đề sức khỏe. À, một số bạn sức khỏe vào cuối ngày có vẻ nó hồi phục trở lại hoặc là tinh thần của bạn nó có sự gọi là vững dàng, kiên định, vững chắc trở lại. Ngoài ra một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ có một cái điều ước gì đó được trở thành sự thật. Kiểu như hẳn là bạn mong ước một cái điều gì đó, bạn khát khao, bạn mong chờ thì mình thấy bạn đạt được. Có thể một số bạn sẽ thắng lợi thành công uh, trong một cái cuộc thi phỏng vấn hoặc là các bạn uh, được người khác biết tới nhiều hơn, nổi tiếng hoặc là các bạn sẽ có sự ngắm trăng sao trong ngày này. Nói chung mà vào cuối ngày thì mọi thứ nó ổn thỏa, nó vui vẻ hơn rất là nhiều so với cái giai đoạn đầu ngày Chỉ ngay đầu đầu ngày có thể năng một số bạn làm nhiều việc nữa nên bạn cũng hơi nhức đầu, hơi mỏi mệt, căng thẳng Nhưng mà vào cuối ngày mình thấy các bạn vui chơi với thuốc cưng hoặc là bạn dành thời gian ra ngoài thiên nhiên Ngay sau đó mình thấy các bạn bình thản trở lại, tĩnh tâm trở lại ừ. à, Có một số bạn nữ có thể là bạn sẽ uh, chăm chút, ha, lên đồ đi chơi uh, với bạn bè vân vân đây mình thấy có thể là một vài bạn có bạn có sự họp bàn với mọi người ha à, cùng gọi là đẩy đẩy nhanh đẩy mạnh cái tiến trình nào đó chẳng hạn lên kế hoạch thực hiện một cái dự án nào đó thấy các bạn có đạt được cái sự đủ đầy dư giả hoặc là có được cái sự gọi là ăn uống uh, no nê ha hoặc là một vài bạn có thể là có sự giác ngộ nào đó trong ừ. ngày hôm nay mình thấy có thể là uh, một số bạn có thể là ai đó gây hấn nhưng mà mình thấy các bạn có khả năng gọi là bảo vệ cái nguồn năng lượng của bạn chỉ cần ai đó công kích hoặc là gây khó chịu cho bạn bởi cái nguồn năng lượng của họ việc của bạn chỉ cần có một sự gọi là nhẫm suy ngẫm với ân trên cầu xin các ngài là mang trả lại cái nguồn năng lượng này bạn chỉ cần nói ờ con xin trả lại những gì mà người đó gây ra cho con ha, trả lại tất cả không muốn nhận gì hết thì lập tức những cái điều mà cái những cái gì mà xuất phát từ cái người đó sẽ quay trở về với họ ha bạn không cần phải làm gì hết không cần phải tốn công tốn sức gì cả ừ, chỉ cần mình trả lại thôi à, nó giống như một cái uh, tấm uh, uh, khiên bảo vệ các bạn uh, khỏi những cái sự uh, tiêu cực hoặc là những cái sự tấn công ừ. hoặc là bạn đọc được những tin tức liên quan vấn đề như à uh, bạn khám phá ra vấn đề liên quan đến uh, uh, sự tấn công tâm linh của một ai đó uh, dành cho cái người họ ghét kiểu vậy <laughs> Ừ. ở đây là mình thấy một cái thông điệp dành cho các bạn các bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và bạn sẽ tập trung hơn nếu như bạn dành thời gian để bạn có thể làm sạch những cái khối nặng nề những cái điều tiêu cực những cái drama từ trong cuộc sống của bạn hoặc là cái nơi không gian sống của bạn hoặc ở nơi làm việc các bạn à, các bạn có thể được khuyến khích dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp ừ. và ngoài ra thì hãy có sự gọi là cống hiến hoặc là đóng góp cho những gì mà bạn có thể giúp đỡ cho người khác những người cần đến cái sự tương trợ các bạn à. À, ngoài ra hãy sẵn lòng giữ cho cái lịch trình của bạn nó trở nên gọi là cân bằng nhất định à, nó trở nên gọi là um, lành mạnh hơn à. và chỉ tập trung vào điều bạn muốn thôi tập trung vào thế giới của riêng bạn và những người yêu thương bạn thôi còn những người tiêu cực thì tránh xa đẩy lùi và không cần quan tâm tới à. rồi mình xin kết thúc các bạn tụng một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi à, ngày thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những tra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người rất là tinh tế, lý trí, khôn ngoan, thông minh và có sự nhạy bén. Một số bạn ở đây mình thấy các bạn đang có rất là nhiều những cái um, suy nghĩ hoặc nhiều cái cơ hội hoặc là nhiều cái cánh cửa mở ra hoặc là có rất là nhiều ý tưởng sáng tạo. Uh, một vài bạn thì có khả năng là đang có nhiều điều khiến bạn cảm thấy bị uh, phân tháng tư tưởng, không có sự tập trung hoặc là bạn muốn mua nhiều thứ cho nên bạn cũng có sự lựa chọn phân dân ở đây. Uhm. Muốn mua nhiều thứ nhưng mà, mà chưa có đủ tiền hoặc là đang tiết kiệm tài chính cho nên là đôi khi có sự đấu tranh tâm lý giữa mua và không mua ha, một số bạn như vậy. À, mình thấy có thể là bạn cũng có rất là nhiều việc phải làm trong thời điểm này và bạn một số bạn các bạn thích ở một mình thích có không gian để mình gọi là làm việc hoặc là tập trung vào cuộc sống của mình thôi à, một số bạn ở đây thì có khả năng là bạn cũng hơi nhức đầu mệt mỏi nặng nề tuy nhiên thì mình thấy sắp tới sẽ có một cái niềm vui hoặc là tình cảm đến hoặc là bạn sắp mua được cái món đồ bạn yêu thích ha, hoặc là một vài bạn sẽ có những tin tức tốt đẹp gì đang đến với các bạn đó Ngày thứ 2 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Trong ngày hôm nay mình thấy một số bạn có khả năng là các bạn sẽ có một cái sự di chuyển đi đâu đó hoặc là các bạn sẽ đi du lịch với người thân gia đình hoặc là người thân ở xa về thăm các bạn. À, một số bạn sẽ đi đám cưới nè, hoặc là các bạn sẽ đi ăn tiệc tân gia, hoặc bạn một số bạn sẽ chuyển nhà đến một cái ngôi nhà mới, vân vân, thấy có sự gặp gỡ với những người thân, họ hàng cũ gì đó. À, hoặc là liên kết Có sự kết nối với trẻ em Trong ngày này Ừ Số bạn sẽ đi biển Hoặc là Mình thấy có thể là Các bạn uh, Ví dụ sinh nhật ha, Hoặc là Thôi nôi no đầy tháng gì đó Ừ Thấy có niềm vui rộn ràng ha, Hoặc là Bạn có sự trang trí nhà cửa Hoặc được người khác Khen ngợi về uh, Ngôi nhà của bạn Hoặc một số bạn Sẽ mua hoa Mua bông gì đó Trong ngày này Ừ Hoặc là bạn sẽ đi Dự những buổi lễ uh, Liên quan đến uh, Lễ Giáng sinh nào đó à, uh ngoài ra thì mình thấy một số bạn sẽ đi dự những buổi hội nghị nào nữa để có sự gọi là tán dương hoặc là có sự tiên dương hoặc là công nhận những cái thành tích gì đó của các bạn một vài bạn ở đây mình thấy các bạn có sự cân bằng hoặc là, là có sự gọi là phân dân giữa hai con đường hay sự lựa chọn nào đó ở đây hoặc bạn cố gắng cân bằng tinh thần của mình trong ngày này thấy các bạn uống nước cũng khá là nhiều ha à, một số bạn có thể là có người thân trao trao hoặc là biếu tặng đồ ăn quà cáp à, hoặc là hoa lá gì đó vân vân. Ở ừ. đây mình thấy có thể là vào cuối ngày các bạn cảm thấy uh, có một cái điều gì đó hơi nhức nhói hoặc là hơi bực mình, hơi khó chịu nhưng mà được bạn được kiếm được khuyến khích lại là hãy kiểm soát lại. Ừ. Đừng để bản thân của mình nóng tính rồi gây uh, ảnh hưởng đến người khác hoặc là gây cho cái mối quan hệ tình yêu các bạn nó ngăn trở nó mệt mỏi nhưng mà mình thấy có thể một số bạn có một cái sự tranh cãi mâu thuẫn hoặc là khó chịu gì đó nhưng mà cuối cùng thì nó cũng sẽ được giải quyết thôi vào cuối ngày thôi ha. một số bạn sẽ có hẹn hò với người yêu ha. À, tuy nhiên thì kiểm tra lại ăn tiếng nói để tránh rồi là tranh cãi với nhau hoặc là một vài bạn sẽ có một sự ký kết, kết hợp đồng làm ăn mua bán gì đó ha. hoặc là bạn tính cất nhà xây cổng gì đó thì bạn có sự hợp đồng với cái người mà bạn tin tưởng hỗ trợ bạn trong quá trình này thì nói chung là làm bất cứ điều gì mình cũng lên hợp đồng giấy tờ thì nó sẽ chắc chắn và nó cũng đảm bảo được cái quyền lợi của các bạn hơn để sau này khỏi cự cãi và ở đây mình thấy là các bạn những lúc mà bạn cảm thấy khó chịu muốn gọi là gây hấn với người khác đặc biệt những cái người thân yêu các bạn hãy nghĩ về những gì mà họ đã đem đến cho các bạn à, những cái lòng tốt những cái điều hy sinh của họ dành cho bạn để mình không có gọi là tranh cãi với với những người thân yêu của mình Ừ, khiến cho họ đau lòng một số bạn bạn nào mà đi ra ngoài vườn cẩn thận rắn nha à, hoặc là sẽ có những cái người nói những cái lời cay độc những cái người gây nói những cái lời khó chịu với như bạn buồn nhưng mà mình thấy thì có một số bạn các bạn có sự phất lờ với những điều này à, các bạn có sự tập trung vào thế giới của riêng bạn tập trung vào niềm vui tập trung vào những việc mà bạn cần làm trong thời gian tới bạn không có để tâm với những cái lời nói xung quanh và đó chỉ là những con rắn độc Bạn càng để tâm thì Bạn cho nó tiếp xúc với bạn Thì nó sẽ cắn các bạn Cho nên là bạn có quyền trả thả lại nó Đến cái người đã gây ra cho bạn Cái sự tổn thương này Bạn chỉ cần nói với các thiên thần Xin trả lại ha, Những gì mà cái lời nói của người đó Gây tổn thương bạn Chỉ cần trả lại thôi Không cần phải làm gì họ cả Tự khắc nó sẽ quay trở về với họ Một số bạn các bạn chọn luôn Tụ 1 với tụ 2 thì phải chung ngày hôm nay của bạn có nhiều điều vui lắm chỉ có một cái điều duy nhất đó là cái lời ăn tiếng nói hoặc là một cái sự cự cãi hoặc bất đồng gì đó ừ. nhưng mà mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa sau đó ha à, hoặc là một vài bạn các bạn là những người có tầm ảnh hưởng thì các bạn được khuyến khích giữ cho mình cái sự cân bằng để tránh bị người khác thao túng cảm xúc tinh thần rồi à, mất đi hình tượng của mình nha đây một số bạn sẽ lật lại những cái tấm hình cũ ký ức kỷ niệm cũ nó có sự ùa về ha hoặc là một số bạn facebook của bạn nó nhắc nhớ những kỷ niệm năm mấy năm về trước à, vân vân thấy có một cái sự ghi nhớ lưu nhớ hoặc là tưởng nhớ về những kỷ niệm xưa gì đó một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn cẩn thận cái vấn đề gọi là trộm cắp nếu như các bạn có sự gọi là ra khỏi nhà đi chơi gì đó thì nên khóa cửa cẩn thận hoặc là khóa xe cẩn thận Ừ để tránh vấn đề mất cấp hoặc là mất túi rồi đó. Ừ. Ừ, mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự làm từ thiện giúp đỡ người khác thể hiện cái lòng tốt của mình hoặc ai đó họ sẽ tương trợ giúp cho bạn gỡ rối hoặc tháo tháo gỡ những cái khó khăn gì đó của các bạn. Ừ. Hoặc là chỉ đơn giản là có một số bạn ngày hôm nay có sự đấu tranh tâm lý thôi. Ừ. Ừ, giữa những cái lựa chọn nào đó thôi à, Ở đây thì mình thấy là Cái việc mà bạn có những giấc mơ Hoặc là bạn cầu nguyện Nó chưa có đủ nha Bạn còn phải làm việc Bạn còn phải có những hành động tích cực Hướng về cái điều bạn muốn Và làm những cái hành động Những hướng dẫn uh, Dựa vào những hướng dẫn của ân trên Thông qua trực giác các bạn ừ, Hãy làm việc Hãy tập trung vào những điều ưu tiên của bạn Nó sẽ khiến cho những cái điều Mà bạn tập trung vào Nó nở hoa à, Giống như một cái khu vườn Gọi là đầy hoa nở rộ vậy đó Ừ rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chung thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi uh, ngày thứ hai ngày 25 tây tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3 bạn tụi ba là những người làm việc nhóm hoặc là một người có kỹ năng có sự cống hiến rất là nhiều cho công việc của mình và bạn rất là chăm chỉ và một số bạn các bạn cũng được ghi nhận được gọi là người khác ngợi khen ngưỡng mộ và một số bạn đang muốn có một cái chuyến đi nào đó ha muốn đi biển chơi hoặc là có một cái sự gọi là chuyển nhà một cái sự rời khỏi một cái tình huống nào đó không phù hợp ừ. hoặc là bạn muốn đi đâu đó nhưng mà đang bị khựng lại đang bị tắc nghẽn bế tắc hoặc là bạn cảm thấy mọi thứ nó không có được gọi là trôi chảy như lúc trước à, Mọi thứ nó có sự chậm lại trong thời điểm này Thì bạn được khuyến khích xuôi theo dòng thuận theo tự nhiên đường kiểm soát ha, Nghỉ ngơi đi cân bằng dành thời gian gọi là chậm chạp này Để mình có một khoảng thời gian sắp xếp lịch trình để mình nghỉ ngơi Cân bằng lại có một cái sức khỏe hồi phục lại xong một cái năm dài làm việc thì các bạn cũng cần thời gian để bạn xả, ha, xả stress, căng thẳng, chuẩn bị cho một năm mới lại đến nữa rồi. <laughs> ở đây mình thấy các bạn là những người có tiền có bạc hoặc là bạn làm ra tiền bạc tài chính rất là tốt nếu như bạn có những cái kế hoạch cho cuộc sống của mình một cách thực tế và biết tận dụng cái khả năng của bạn để thành công bạn là một người có khiếu ăn nói nè rồi có khả năng sáng tạo hoặc là có khả năng lãnh đạo có khả năng lên kế hoạch là một người có sự gọi là vững chắc kiên vững thì hãy tận dụng những khả năng của mình để lên một kế hoạch gì đó để tập trung vào nó và thành công một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn có khuynh hướng hy sinh vì người khác rất là nhiều Cho nên đây là thời điểm mà các bạn cũng nên nghĩ cho bản thân của mình ừ. Và hãy tập trung vào những gì thật sự quan trọng để phát triển Đừng lo lắng chuyện của người khác quá nhiều Nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của các bạn ừ. Khi mà bạn có đầy đủ tiềm năng về cuộc sống, sự nghiệp, tài chính Thì bạn mới có đầy đủ để bạn có thể giúp đỡ người khác Còn bây giờ nếu như cuộc sống của bạn chưa ổn định, chưa vững Thì bạn nên tập trung vào cái cuộc sống của mình À. cân bằng trong sự cho đi và nhận lại ha thứ na, ngày thứ hai ngày 25 tháng tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào trong ngày hôm nay một số bạn có thể là bạn bận rộn hoặc là bạn có lúc uh, mới sớm ngủ dậy có thể một số bạn các bạn có một cái điều gì đó mong lung không biết là cái kết quả sẽ như thế nào hoặc là bạn uh, hơi um, muốn uh, bệnh đó cho nên các bạn cũng nên gọi là để ý sức khỏe ha tuy nhiên sau đó mình thấy các bạn nhận được một cái thông tin là bạn chiến thắng bằng thành công à, một cái điều gì đó đang đến với các bạn hoặc là bạn đạt đến một cái đỉnh cao gì đó trong sự nghiệp à, một vài bạn ở đây có khả năng là có anh shipper nào đó đến tìm bạn cho nên các bạn bị tốn tiền <laughs> các bạn có khả năng là rơi có giai đoạn hơi bị túng thiếu về tài chính ừ. có một số bạn như vậy hoặc là trong ngày này là coi chừng cái bảo vệ cái sức khỏe của mình đó. tránh uh, gọi là bị nhiễm lạnh hoặc là đi nơi đến, đến nơi đông người nhớ đeo khẩu trang đi à bởi vì dạo gần đây thấy có rất là nhiều người ho hen rồi đó bệnh rất là dễ bị lây à, một số bạn sẽ có những tin tức nước ngoài tin tức uh, ở xa hoặc người thân ở xa nhắn tin cho các bạn gọi điện cho các bạn hoặc có sự gọi ràng tụ với những người thân yêu ở xa về thăm các bạn ừ. wow mình thấy các bạn có rất là nhiều tin tức chiến thắng trong ngày hôm nay các bạn có được một cái nguồn tiền vững chắc ha, hoặc là các bạn có tiền từ nước ngoài hoặc là các bạn có được tiền lương tiền thưởng là nhận đầu tư vào cuối ngày mình thấy các bạn cảm thấy rất là dư dả, rất là đủ đầy rất là thoải mái rất là vui vẻ rất là phấn chấn và vô cùng hào hứng với cái kết quả mà bạn đạt được các bạn có rất là nhiều lá thành công nha ừ, thành công do chính bạn và cũng thành công do ơn uh, trên hỗ trợ dẫn dắt các bạn ha, một cái ước nguyện gì đó của bạn được hoàn thành à hoặc là bạn kết thúc xong một cái dự án kế hoạch gì đó rồi um, các bạn nhận được tiền công tiền thưởng vân vân uh, một số bạn ở đây sẽ chăm sóc cây cối hoặc là bạn sẽ có sự thu hoạch um, trái cây nếu như bạn có trồng ha và ngoài ra thì mình thấy là um, vấn đề sức khỏe là cái vấn đề các bạn nên lưu tâm um. bởi vì tài chính của bạn nó sẽ được quá giải chỉ là cái vấn đề sức khỏe các bạn cần phải quan tâm nó nhiều hơn um. một số bạn sẽ học ngoại ngữ nè hoặc là bạn xem được những tin tức nước ngoài hoặc là nghe nhạc nước ngoài có liên quan yếu tố quốc tế hoặc là được làm việc cho một công ty nước ngoài công ty đa quốc gia à, vân vân hoặc có một cái đối tác cộng sự gì đó người nước ngoài hoặc là có bạn bè quốc tế. À trong ngày hôm nay một số bạn chạy xe hơi nhanh các bạn cẩn thận cái vấn đề xe cộ đừng chạy xe quá nhanh hoặc là cẩn thận để tránh va chạm với người khác à, hoặc là um, đem theo giấy tờ đầy đủ nè tránh sử dụng cồn chất cồn ha hoặc là chạy, tránh chạy quá tốc độ moi sẽ bị phạt tiền đó là ừ, như vậy một số bạn có thể là các bạn sẽ đánh cờ hoặc bạn sẽ lên một cái kế hoạch gì đó cho cái dự án các bạn nha à, bạn có khả năng tiên đoán ở tương lai có khả năng gọi là nhìn ra vấn đề một số bạn có khả năng là các bạn sẽ mua vàng ha, mua bán vàng gì đó trong ngày này hoặc là bạn có một cái sự tiết kiệm tiền bạc có sự thu hoạch hoặc là một số bạn sẽ có một cái sự xu tầm ha, su tầm một cái gì đó. Thấy cũng có những cái người gọi là nói xấu sau lưng hoặc là gossip hoặc là có sự làm cái điều gì đó sau lưng các bạn á. Nhưng mà mình thấy các bạn không cần vẫn phải để tâm đến những người này đâu, họ luôn ở sau lưng các bạn. Vì của các bạn cứ phải tiến thẳng về phía trước. Ờ à, tiến càng càng xa càng tốt để mình không có gặp phải những người này nữa. Và đừng để uh, nguồn năng lượng tiêu cực này ảnh hưởng đến bạn. Ừ. Um của ai thì bạn trả lại người đó ha. Chỉ cần bạn suy ngẫm ừ Con xin trả lại ai nói xấu con hay gì đó Con trả lại cho họ Không cần quan tâm tha thứ hết Buông bỏ hết Thì cái nguồn năng lượng của họ Không có thể chạm đến cái nguồn năng lượng của các bạn không phải bác Các bạn phải bảo vệ cái trường năng lượng của mình Bởi vì khi có năng lượng tốt Tích cực, lạc quan Và có sự thoải mái, thanh thản Thì bạn có thể thu hút may mắn Thu hút tiền bạc tài chính đến với bạn mà mình thấy các bạn đặt vị trí tiền bạc rất là quan trọng cho nên hãy quan tâm đến những gì thực sự quan trọng với mình còn những gì không quan trọng không cần quan tâm để ý làm gì à, mất thời gian lắm à, mà các bạn có sử dụng dao kéo cẩn trọng tránh bị đứt tay ha à, ngoài ra thì mình thấy là um, có một số bạn thì ai đó mời gọi hợp tác làm ăn đầu tư gì đó thì nên cân nhắc tìm kiếm thông tin nhiều hơn để tránh bị người khác lừa mất tiền mất bạc hoặc là giao dịch mua bán gì đó kiểm tra lại đếm tiền kỹ để tránh bị hao hụt hoặc là mất tiền hoặc là thối nhầm tiền lộn tiền đó ha ở đây thì mình thấy là những cái chướng ngại vật của bạn đang được dỡ bỏ đó những gánh nặng á bởi vì các bạn là những người biết gọi là nâng cao tần số nâng cao năng lượng các bạn luôn suy nghĩ tích cực thì bạn đang dần loại bỏ những cái nguồn năng lượng tiêu cực những cái những cái sự gọi là nặng nề ra khỏi cuộc sống của bạn rồi bây giờ thì mình thấy các bạn sẽ có sự trải nghiệm với cái một sự gọi là chuyển đổi mới với những cái dự án mới hoặc là các bạn có một cái sự gọi là vui vẻ với cái hành trình của mình hãy tập trung một cái lòng biết ơn để bạn có thể đảm bảo những cái dòng chảy thịnh vượng đang tiếp tục tuôn chảy vào trong cuộc sống các bạn nha các bạn càng tập trung vào những người sau lưng các bạn thì bạn càng bị tắc nghẽn đó cho nên là mình giải phóng đó để cái dòng chảy hình dưỡng của bạn nó trải đều và nó uh, sung sẻ ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu thích kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn